Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện nghề mới trên kênh VTC10. Kính thưa quý vị, trong hệ thống các làng nghề Việt Nam thì mỗi làng nghề không chỉ mang tới cho người dân của làng một công việc để mưu sinh, mà mỗi làng nghề còn mang trong mình những câu chuyện văn hóa. Để quảng bá những câu chuyện văn hóa này thì một trong những hoạt động tích cực và cần thiết nên làm đấy là hoạt động du lịch quảng bá cho các làng nghề. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện quảng bá du lịch làng nghề như thế nào cùng với làng gốm Phủ Lãng. Trước tiên xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Nằm ngay bên bờ sông Cầu, làng gốm Phủ Lãng, xã Phủ Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, vốn xưa kia là một làng nhất xã tam thôn, có số nhân khẩu nhiều nhất tổng, lại có nghề làm gốm nổi danh khắp nước, nên nghiêm nhiên trở thành một trong những địa danh nổi bật của vùng Kinh Bắc xưa. Phủ Lãng hiện nay đã và đang trở thành điểm đến của rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài khi đến Việt Nam, bởi nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố, văn hóa, lịch sử, cũng như phong cảnh một làng quê bình yên bên bờ sông Cầu. Về thăm Phủ Lãng, mọi người sẽ được nghe về nghề làm gốm đã có từ hàng trăm năm. Với người làng Phủ Lãng, họ đã sớm gắn bó với đất, với lửa và nước của quê hương xứ sở. Những thứ nguyên sơ bình dị ấy kết tinh lại với nhau, hòa cùng tâm hồn của người thợ mà thành những sản phẩm gốm, tuy thô sơ, mộc mạc, nhưng cũng không kém phần tinh tế. Để quảng bá làng nghề gốm đến với đông đảo du khách gần xa, Trung tâm Du lịch Trải nghiệm Gốm Phủ Lãng đã ra đời. Với ý tưởng đưa tên tuổi làng nghề vang xa hơn nữa thông qua chính những sản phẩm đặc trưng, Trung tâm Du lịch Trải nghiệm Gốm Phủ Lãng đã tạo ra một không gian với nhiều cảnh trí, thu hút du khách check-in, được trang trí bằng những lọ gốm thân quen của làng. Tâm niệm mang đến từng bước chân, từng góc nhìn, toát lên hồn cốt, tình người Phủ Lãng trong gốm. Không gian nơi đây mang nét thuần Việt bản sắc, nhưng lại hiển hiện bằng những hình ảnh nghệ thuật đầy thú vị. Phát triển du lịch để quảng bá làng nghề là hướng đi mới cần thiết, bước đầu cho thấy tác động tích cực khi ngày càng có nhiều người đến với làng gốm, biết và hiểu hơn về làng nghề gốm này. Cùng với việc tạo cảnh quan bằng gốm, đưa khách đi tham quan nghề gốm, thì du khách đến đây còn được trải nghiệm trực tiếp làm ra sản phẩm gốm cho riêng mình. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện du lịch ở làng gốm này trong chương trình Câu chuyện ngày mới hôm nay. Kính thưa quý vị, người sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện du lịch của làng gốm Phủ Lãng ngày hôm nay sẽ là anh Nguyễn Văn Thắng, người đại diện của khu trải nghiệm làng nghề truyền thống gốm Phủ Lãng. Cảm ơn anh Thắng đã dành thời gian cho chương trình Câu chuyện ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay. Chào anh Nguyễn Thiệp, chào quý vị khán giả. Khi mà bước vào không gian này thì tôi cảm thấy rằng là một cái không gian trải nghiệm làng gốm Phủ Lãng này nó được xây dựng thì không đơn thuần là một ý tưởng kinh doanh, mà nó là xuất phát từ cái tâm huyết của những người con của làng nghề muốn quảng bá làng nghề truyền thống gốm Phủ Lãng mình tới đông đảo du khách hơn, đúng không ạ? Vâng, thì đây là trung tâm bảo tồn và duy trì cái làng nghề gốm Phủ Lãng, được sự ủng hộ và nhất trí của cụ Đại tướng Phạm Văn Trà và Ủy ban chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển mô hình là làng nghề gốm Phủ Lãng và phát triển du lịch làng nghề gốm. Anh Thắng có thể chia sẻ với chúng tôi một chút về cái việc mà mình đã kiến tạo cái không gian ở đây như thế nào, một cái không gian mà mang đậm rất là nhiều tính chất của làng nghề truyền thống gốm Phủ Lãng với những cái sản phẩm đặc trưng ạ? Hiện tại thì chúng tôi có làm ra một cái con đường gốm, những cái loại gốm rất là ngộ nghĩnh và đặc thù với những cái hình ngôi sao hay là những cái lỗ tròn để treo những cái đèn lên đây, và bên cạnh đây thì có những bàn tay gốm và những cái lồng chim cho các cháu vào đây tham quan, thì có những con chim to, chim nhỏ rất là nhiều, và những cái tiểu cảnh là những cái con thuyền, những con đò ấy, và những cái liêu, và chúng em tạo ra những cái liêu đất ấy, tạo ra những cái tiểu cảnh để cho các bạn đến đây check in và tham quan, và những cái tượng người nông dân Việt Nam ở đây ạ. Bọn em muốn làm là đến đây thì hầu hết tất cả đều là gốm Phủ Lãng,
trang trí tất cả bằng hình ảnh là gốm, chất liệu là gốm. Vậy thì để là quảng bá cái làng nghề truyền thống gốm Phù Lãng của mình thì khi mà đến đây du khách sẽ được trải nghiệm những hoạt động như thế nào? Du khách đến đây thì đầu tiên là đến đây lên chúng ta tham quan nhà khách, và sau đó là chúng ta check in, chụp ảnh tại không gian vườn gốm ở đây ạ. Sau đó là chúng ta đi xe điện đi tham quan làng nghề. Thì ở đây thì chúng ta có thể đi tham quan thực tế các nhà xưởng họ sản xuất, và xem tận mắt những cái nghệ nhân người ta đang vuốt tạo hình ra những cái lọ hoặc những cái chum, và những sáng tác những bức tranh gốm ấy anh, và những lọ lục bình ấy, đưa lên bờ đê sông Cầu là một con đường, và hai bên là củi của người dân Phù Lãng, cái củi nguyên liệu đốt lò ấy. Và thì khoảng độ 1 km củi người dân xếp ra đấy để 3 tháng người ta mang vàng người ta đun lò. Thì ở đấy chúng em đặt tên là phố củi, nó rất là đẹp. Tại trung tâm chúng tôi thì có những hoạt động trải nghiệm là khi các cháu vào đây thì các cháu được tự mình sáng tạo ra những cái đồ vật từ đất sét. Ví dụ như các cháu có thể lặn ra những cái bình hoa, lọ hoa hay những con vật trong những cái năm sinh của các bạn. Ví dụ như là con vật, con gà hoặc những con vịt, các loại con vật. Và các cháu được tô những cái lọ gốm và những bức tranh gốm. Và sau đó các cháu được mang những sản phẩm đấy về làm kỷ niệm cho riêng mình. Và đấy là những cái cũng là một chúng tôi muốn quảng bá về hình ảnh khu trung tâm. Ngoài ra thì các cháu có thể được chơi những trò chơi dân gian như là bịt mắt đập liêu, bịt mắt bắt vịt và bắt cá trong chum. Và những trò hoạt động thể chất kéo co. Và những hoạt động dân gian thì các cháu có được làm xe bồn làm bánh và các cháu được thổi cơm liêu, cơm lắm muối vừng đấy ạ. Khu trải nghiệm của mình thì hướng tới nhiều tới đối tượng là trẻ em đúng không anh Thắng? Vâng, liên quan đến làng nghề thì ở đây chúng tôi là muốn hướng nghiệp hướng nghiệp cho các cháu hiểu biết sâu hơn về cái làng nghề truyền thống gốm Phù Lãng, và cho các cháu hiểu được cái giá trị của những cái sản phẩm của người dân Phù Lãng làm ra những cái sản phẩm như cái cốc hoặc cái lọ hoặc cái liêu các cháu đang được đập ấy. Thì ngoài những cái tiết học bình thường của các bạn ra ấy, thì các bạn sẽ có một cái tiết học ngoại khóa. Thì khi nhà trường gom những cái tiết học đó vào thành một buổi để các bạn được đi dã ngoại, thì thay vì đi các nơi khác thì đây cũng là một cái điểm cho các bạn tham quan du lịch. Thì các bạn đến đây thì những bạn rất là vui vì các bạn được tự tay mình lặn ra những sản phẩm, các bạn được mang về những sản phẩm đó và được tô những vẽ những cái sản phẩm của tại trung tâm, và rất là ý nghĩa với những bức tranh hoặc những cái lọ rất là đẹp. Chúng tôi sẽ đi kết nối với tất cả các trường học từ các cơ sở mầm non, tư thục cho đến công lập, và các trường trung học, tiểu học. Đó, và làm việc với tất cả các phòng giáo dục và các hiệu trưởng nhà trường cho các cháu đi về tham quan và về trải nghiệm làng nghề, cho các cháu biết đến cái làng nghề gốm Phù Lãng. Để đưa du khách tham quan du lịch làng nghề gốm Phù Lãng thì mình đã kết nối với các gia đình làm gốm ra sao để có thể giới thiệu được rất là nhiều những cái nét tinh hoa của làng nghề? Và để cho lượng khách về Phù Lãng tham quan đấy, tại hộ gia đình và các nhà xưởng vào các lò gốm thực tế xem những lò túm thủ công đang đun, thì những hộ gia đình người ta cũng rất là vui vẻ và ủng hộ. Người ta cũng rất là vui khi có những người khách ở nơi khác đến đây tham quan. Thay vì những cái quảng bá của mọi người thì được du khách đến tham quan chụp ảnh và giới thiệu nhiều hơn nữa về những cái sản phẩm của làng gốm Phù Lãng. Và chính vì đó đấy là những cái quảng bá rất là tốt và nhiều người biết hơn nữa. Chúng tôi có làm việc với các hộ gia đình khi khách đến tham quan ấy. Ngoài khách tham quan ra thì họ đã quảng bá những cái sản phẩm của mình và họ có thể họ mua hàng. Cái mục tiêu mà khi mà mình xây dựng cái khu trải nghiệm làng nghề truyền thống gốm Phù Lãng này là để quảng bá những cái giá trị văn hóa cũng như là tinh hoa của làng nghề gốm Phù Lãng. Vậy thì chắc chắn là những cái người kể câu chuyện đó, những cái người hướng dẫn viên ở đây thì cũng phải quan tâm xây dựng như thế nào cái đội ngũ hướng dẫn viên này để cho họ có thể kể được câu chuyện này một cách sinh động hơn cũng như là chính xác về làng nghề gốm Phù Lãng ạ. Chúng tôi thì
có đào tạo những cái đội ngũ nhân viên là chuyên nghiệp, và khi khách đến đây thì có thể làm sao truyền được cái cảm hứng và truyền được cái làng nghề này cho khách hàng hiểu hơn về làng nghề. Nhất là cho người ta hiểu thêm từng công đoạn của người dân và cái nguồn gốc cái từ đất sét từ đâu ra và cái nguồn củi từ đâu ra và cái người dân ở đây thì người ta sống như thế nào và người ta làm những cái gì và đến từ xưa cho tới nay nó khác nhau như thế nào. Chúng tôi thì sinh ra và lớn lên ở làng nghề gốm Phù Lãng, thì khi khách du lịch đến đây thì chúng tôi chia sẻ và chúng tôi có thuyết minh cho khách nghe về quá trình phát triển hình thành cái làng nghề gốm Phù Lãng đã có hơn 700 năm tuổi đây rồi. Thì từ xưa cho tới nay thì vẫn giữ được nét truyền thống là người dân vẫn làm thủ công, và đặc biệt hơn nữa thì người dân Phù Lãng đây có một cái nước men da lươn, cái màu men rất là tuyệt vời, là màu men da lươn. Thì cái màu men da lươn tạo ra từ gì? Thì tạo ra từ bùn ở ngoài đồng và bùn ở ven bờ sông cầu. Thì người dân họ mang cái lớp bùn đấy về, họ lọc ra, họ pha với lại cái do chấu ấy, để tạo ra những cái màu men da lươn. Và làng nghề gốm Phù Lãng đã có hơn 700 năm tuổi. Thì ông tổ của làng nghề là ai? Thì ông tổ của làng nghề có tên là ông Lưu Phong Tú. Hiện tại thì người dân Phù Lãng cũng đang thờ cúng ông ở đình làng Phù Lãng. Ông đi xứ Trung Quốc mang nghề gốm về cho nhân dân. Cái nghề gốm này thì ngày xưa là ở dưới Lục Đồ Giang. Sau đó cái nguồn đất ở dưới đó nó bị lứt vỡ nhiều quá. Thì ông di chuyển ven theo bờ sông cầu lên đến cái làng nghề gốm Phù Lãng đây. Dừng chân ở tại làng nghề gốm Phù Lãng. Thì ông dùng đất đây thì cái nguồn đất đây rất là tốt. Và khi nó chịu được cái nhiệt độ lửa khi lung trong lò thủ công ạ. Thì cái nhiệt độ lửa nó đất chịu được nhiệt độ lửa thì cái hàng khi hàng ra lò thì hàng rất là đẹp. Thì ông bắt đầu ông dừng tại làng nghề gốm Phù Lãng, thì từ đó là bắt đầu người dân Phù Lãng có một cái nghề gốm. Và ngày xưa thì các cụ ở làng thì chỉ làm ra những cái chum vại muối dưa muối cà và những cái liêu kho cá và những cái ấm sắc thuốc, những cái cối đấy, cối dạ cua đấy ạ. Sau đó là thêm cái phần về tâm linh thì có là tiểu sang cát và lư hương bát hương. Thì về sau về đến thời điểm hiện tại là nghề gốm chúng tôi thì đang phát triển những cái chum chậu lọ và những cái gốm trang trí và gốm gia dụng, những cái chum trồng quất hoặc những cái lọ trồng quất và những cái bức tranh bằng gốm và những cái đài nước phong thủy tiểu cảnh và những cái đèn gốm ạ. Vậy thì trong định hướng sắp tới đây để quảng bá cái làng nghề gốm Phù Lãng như cái mong muốn của các anh thì mình có kế hoạch như thế nào về việc mở rộng cái không gian này, một cái không gian để có thể du khách tìm hiểu được nhiều cái yếu tố, những cái chi tiết của làng nghề gốm Phù Lãng cũng như là có thêm những cái hoạt động trải nghiệm ra sao nữa? Sắp tới thì chúng tôi có thêm rất là nhiều hoạt động và trải nghiệm và trò chơi cho các cháu học sinh khi đến đây tham quan, thì các bạn sáng tạo rồi cho các bạn học tập, rồi cho các bạn được vui chơi thêm nhiều hoạt động khác và cho các bạn được đi sâu hơn nữa về cái vấn đề trải nghiệm gốm Phù Lãng. Chúng tôi muốn cho các bạn hiểu hơn nữa và cho các bạn trải nghiệm đi sâu hơn nữa, cho các bạn tự tay mình xếp hàng lên lò và tự tay mình được đốt lò. Đó. Thì những cái đấy là chúng tôi mong muốn là dần dần chúng tôi sẽ phát triển cái mô hình là du lịch cộng đồng. Chúng tôi cũng đang thiết kế và thi công một cái khu vực ở bên tay phải đây ạ. Thì chúng tôi đang muốn làm một cái sân cỏ để cho các cháu chơi, tổ chức những chương trình tambourine hay là những cái trò chơi ở dân gian ở bên đó. Mong muốn của chúng tôi thì chúng tôi muốn quảng bá cái làng nghề này và chúng tôi muốn phát triển vào làng nghề. Thay vì là chúng tôi quảng bá và người dân ở đây thì cũng mong muốn là được lan tỏa phát triển cái làng nghề này ngày càng đi lên. Vâng, quảng bá và phát triển làng nghề thì tôi nghĩ là không chỉ là mong muốn của anh Thắng như là anh vừa chia sẻ, mà còn là mong muốn của những người làm du lịch ở đây, để mong muốn làm sao mà làng nghề của mình ngày càng được phát triển và được biết đến hơn nữa, đúng không ạ? Cảm ơn anh Thắng ngày hôm nay đã dành thời gian cho chương trình Câu Chuyện Ngày Mới. Kính thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Ngày Mới ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.